Salon Luxury Cải Dương, địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Xin được gửi lời chào tới quý vị, quý chị của các bạn. Rất là vui khi được gặp lại quý vị trong cái video này. Và hôm nay bên salon nhà em lại vừa về thêm một chiếc xe 7 chỗ ngồi, máy dầu gầm cao. Và xin giới thiệu đây là chiếc Toyota Fortuner, xe màu trắng ngọc trai, nội thất màu kem. Dung tích động cơ là 2.5 lít. Hiện tại chiếc Toyota Fortuner này là sản xuất năm 2016 và đang có giá chào bán là 685 triệu. Hỗ trợ vay vốn ngân hàng được 70%, 60% giá trị xe. Và như thường lệ em sẽ quay một vòng quanh ngoại thất chiếc xe. Tình trạng chiếc xe này đã sử dụng được hơn 8 vạn km, còn rất là đẹp. Thân vỏ nội thất bên ngoại thất bên ngoài là một màu sơn trắng. Phối kết hợp với bộ mâm la răng màu đen chì. Hệ thống đèn chiếu sáng gồm có đèn bi xenon kết hợp với đèn pha halogen. Đèn sương mù cũng là hệ thống đèn halogen. Trên nắp capo này có nắp thở tản nhiệt cho hệ thống turbo, giúp làm mát cho hệ thống turbo. Bốn vỏ lốp còn rất là dày, còn khá dày và cũng được mới được thay. Trên xi nhan cũng có tích hợp đèn báo rẽ. Đăng kiểm đến tháng 9 năm 2022. Chiếc xe này thì hoàn toàn quý khách hàng yên tâm là bên salon nhà em bao cam kết xe hoàn toàn không tai nạn, không ngập nước. Máy zin. Và chiếc xe này đã được chủ xe lắp màn hình Android rất là đẹp. Có cam lùi, có màn hình Android. Nội thất bên trong này không phải là màu kem mà nó là màu da bò. Trần đã được dán ni lông rồi, màu da bò. Đây, vô lăng này. Cần số này. Rất đẹp. Toyota Fortuner máy dầu, động cơ 2.5. Số sàn này chỉ tiêu hao nhiên liệu khoảng tầm 7 lít rưỡi cho đến 8 lít xăng trên lít dầu trên 100 km đường hỗn hợp theo như công bố của nhà sản xuất. Toàn bộ 4 vỏ lốp này mới được chủ thay nên còn khá là mới. Ở phía sau cũng đã có lắp hệ thống bảo vệ cản. Đây. Với tầm tiền là 685 triệu. Quý vị, quý anh chị đã được sở hữu một chiếc xe 7 chỗ ngồi khá là rộng rãi. Tiết kiệm nhiên liệu. Nội thất phối màu rất là đẹp. Đây là mức công bố tiêu hao nhiên liệu của nhà sản xuất. Chiếc xe này cũng được gương kính chịu được chỉnh điện này. Kính lên xuống bên lái cũng tự động. Vô lăng tích hợp nút điều chỉnh tăng giảm âm lượng, chuyển bài,
như thường lệ em đã quay xong nội ngoại thất chiếc xe thì bây giờ đến vào phần khoang máy. Đây. Đó, rất là đẹp. Máy móc nguyên zin. Rồi em sẽ nhắc lại một lần nữa thông tin về chiếc xe em vừa mới giới thiệu. Đây là chiếc Toyota Fortuner 2.5G số sàn máy dầu. Chiếc xe này sản xuất 2016 và hiện tại đã đi được hơn 8 vạn cây. Giá của em này là 685 triệu, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng được 60% giá trị xe. Quý vị xem thấy hay hoặc đang quan tâm đến mẫu xe này thì vui lòng gọi vào số 0978 607 555 hoặc số cá nhân của em là 0941 337 888 xem xe và kiểm tra xe trực tiếp tại địa chỉ của salon Luxury Car Hải Dương, số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.